Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc máy chơi game Nintendo có tên là Super Mini SN02. Đây là chiếc máy chơi game sẽ giúp các bạn chơi các trò chơi của máy chơi game Nintendo với 821 trò chơi và có hai tay gamepad để chúng ta có thể cùng chơi được. Và điều đặc biệt là chiếc máy này tích hợp cái cổng HDMI nên là chất lượng hình ảnh rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm này. Đây đóng gói sản phẩm gồm có cái tay chơi game và máy chơi game. Đây là chiếc máy chơi game chúng ta. Chúng ta có hai nút bấm là nút gạt lên là nút công tắc nguồn và nút bên này là nút reset. Cái này không có băng vì là đã tích hợp tất cả trò chơi trong này rồi. Phía trước chúng ta có hai cổng để cắm tay chơi game. Phía sau thì có cổng nguồn và cổng HDMI. Cổng nguồn này dùng cổng micro USB là chúng ta có thể dùng sạc pin điện thoại được. Đây là hai tay cầm theo chuẩn của máy chơi game Nintendo, gồm có nút điều hướng ABXY Select và Start. Hai tay này thì giống hệt nhau, chúng ta có thể cắm lẫn sang nhau được. Dây này dài khoảng 1,5 m. Đây là chiếc nguồn cổng micro USB. Và bây giờ tôi sẽ kết nối với cái TV. Thì cho kèm chúng ta có cáp HDMI và có danh sách các trò chơi cũng như hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt. Ở đây chúng ta có cái game list rất nhiều trò, 821 trò, các bạn có thể xem lướt qua ở đây. Đây là danh sách các trò chơi. Gần như những cái trò mà chúng ta hồi xưa chơi đều có, như là Spider-Man, rồi Mario, Contra, vân vân. Rất là nhiều. Và bây giờ tôi sẽ kết nối nguồn và cổng HD. Các bạn sẽ cắm vào TV. Bây giờ tôi sẽ bật TV này. Và cắm nguồn. Các bạn cắm chuyển sang cổng HDMI và cắm nguồn vào. Và sau đó chuyển sang cổng. Đây đã có HDMI số 2 và chúng ta bấm đồng ý. Các bạn bật công tắc nguồn. Và chúng ta sẽ hiện lên trò chơi game. Bây giờ chúng ta sẽ cắm tay vào. Và có hai tay bạn cắm kết nối vào cổng này. Và bây giờ bạn sẽ điều khiển như cái máy chơi game hồi xưa thôi. Chúng ta sẽ chọn game, với đây tay số 1. Đây là reset để các bạn trở lại vị trí ban đầu. Ở đây các bạn thấy là nó sẽ sắp xếp theo một game, ví dụ action game là game hành động, vân hay là đua xe, tôi sẽ chọn đây. Thì trong đây sẽ có nhiều cái game nhỏ hơn. Ví dụ đây có Super Mario này, bấm để chơi này. Đây là chất lượng hình ảnh rất là tốt. Đây các bạn có thể chọn trò khác. Rất nhiều Mario. Rồi nấm chuối. Đây là một số trò chơi được list ra. Hay là bạn muốn trò bắn súng. Ví dụ như đây chúng ta có cái con trà. Có tận 24 trò con trà. Chúng ta có thể chọn đây. Và các bạn có thể chơi cùng một lúc hai máy, hai tay để hai người chơi.
Ở phía trên này các bạn thấy cũng được trang bị thêm hai cái nút ở phía trên, rất là tiện. Đây là cải tiến so với một số máy chơi game khác là ở phía trên này không có nút. Đây các bạn thấy bấm ở trên rất là tiện. Nút L và nút R. Đây là game thể thao này. Chúng ta có thể có những cái trò bóng đá hay là bóng rổ. Đây là trò của Nhật. Đây là những trò đấu, như là Ninja Rùa. Hoặc là các cái trò Double Dragon rất nổi tiếng hồi xưa. Đây ví dụ như các bạn thấy là có Double Dragon. Rất nhiều trò chơi. Chất lượng hình ảnh rất là tốt. Nhờ hai nút trên này các bạn bấm rất là hay, rất tiện. Bây giờ sẽ thử chơi một số trò đua xe. Trong phần racing. Ở đây có đua F1 này. Rồi rất nhiều trò đua. Hay là trò đua xe máy. Đây là trò về xếp hình. Đây trò chúng ta có 821 trò. Ngoài những trò quen thuộc có những trò đến tôi chưa chơi bao giờ cả. Đây có bóng chày này. Hay đây bóng đá này. Chơi rất là vui. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm máy chơi game 821 trò này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.